kính chào mọi người ạ. Ngày hôm qua thì ông Câu, ông Táo cũng đã về chầu trời và đã thông báo về những cái tổng kết của năm 2021. Và hôm nay Quỳnh cũng sẽ tranh thủ chia sẻ với mọi người lại những cái chương trình khuyến mại của Yamaha Việt Nam và của hệ thống sân bay Hương Quỳnh trong dịp cái gói chương trình khuyến mại 2 tháng là ngày từ ngày mùng 1 tháng 12 đến ngày 30 của tháng 1 2022 để cho mọi người tranh thủ những cái ngày cuối cùng của tháng 1 này có thể mua cho mình những chiếc xe tốt nhất với cái chương trình khuyến mại tốt nhất của Yamaha. Vâng, đầu tiên là chương trình khuyến mại dành cho những cái dòng xe của Yamaha Việt Nam. Đầu tiên đó là cái chương trình khuyến mại đối với dòng xe Exciter 150. Thì như Quỳnh chia sẻ ở những video trước thì chiếc xe này đang được khuyến mại hỗ trợ 3 triệu trực tiếp vào xe. Thì chiếc xe Exciter 150 hiện tại của Yamaha Hương Quỳnh giá chỉ từ 43 triệu 500 cho đến 44 triệu 500 tùy từng phiên bản xe ạ. Vâng, nó cực kỳ là tốt ạ. Ngoài cái chương trình khuyến mại của Yamaha Việt Nam thì bên Quỳnh còn có chương trình khuyến mại dành cho khách hàng, đó là một mũ bảo hiểm 3/4 đầu, một áo mưa và một lần thay dầu miễn phí á. Vâng, đó là chương trình dành cho dòng xe Exciter 150. Còn đối với dòng xe Exciter 155 phân khối với phiên bản tiêu chuẩn là chìa khóa thường ạ, và phiên bản cao cấp thì hãng vẫn đang có chương trình hỗ trợ 1 triệu rưỡi trực tiếp vào xe. Giá xe chỉ rơi vào từ 44 triệu 500 cho đến 48 triệu 500 tùy từng màu và từng phiên bản ạ. Vì cái dòng xe này có rất là nhiều phiên bản, cho nên nếu mà các bạn quan tâm đến bất kỳ cái mẫu xe nào của phiên bản Exciter 155 cao cấp hay là phiên bản đặc biệt thì mọi người đừng ngại ngần inbox cho bên Quỳnh để bên Quỳnh có thể báo giá chi tiết cho các bạn về chương trình khuyến mại, giá và cả những cái phần quà kèm theo cho mọi người ạ. Vâng, và tiếp theo đó là dòng xe R15 ạ. R15 thì là một trong những cái mẫu xe mà Quỳnh có chia sẻ đó là được hỗ trợ giảm giá sâu nhiều nhất ạ. Phần quà lớn nhất dành cho dòng xe này ạ. Vâng ạ, bình thường cái giá đề xuất của xe sẽ là 70 triệu. Hiện tại bên Quỳnh đang bán với giá là 64 triệu. Tức là các bạn đang được hỗ trợ trực tiếp 6 triệu vào xe ạ. Và Quỳnh nhắc lại cho mọi người nhé, chương trình sẽ dành cho các bạn đến hết ngày 30 tháng 2 của 2022 ạ. Tức là chúng ta chỉ còn 4 ngày nữa thôi. Giá xe chỉ là 64 triệu kèm theo một mũ bảo hiểm và một lần thay dầu miễn phí, chương trình của bên Quỳnh ạ. Vâng ạ, đối với dòng xe tiếp theo chương trình khuyến mại rất là hấp dẫn, đó là các mẫu xe ga của Yamaha. Vâng ạ, đó là mẫu xe Gandhi và Zenoth ạ. Dòng xe Gandhi và Zenoth hiện tại đang được hỗ trợ trực tiếp giảm giá 2 triệu trực tiếp vào xe ạ. Với cái mẫu Gandhi này thì giá xe nó sẽ rơi vào từ 43 triệu 500 cho đến 48 triệu 500 tùy từng mẫu ạ. Cái mẫu có giá cao nhất đó là mẫu Limit, ví dụ như màu xám ghi này ạ, thì giá đề xuất là 50 triệu 500, hàng hỗ trợ 2 triệu còn 48 triệu 500. Khi các bạn mua xe sẽ được tặng thêm đó là mũ bảo hiểm, áo mưa, thảm lót sàn và một lần thay dầu miễn phí ạ. Và tiếp theo, mẫu xe ga cuối cùng đang được chương trình khuyến mại của Yamaha. Vâng ạ, đây chính là mẫu xe Zenoth ạ. Zenoth trong tháng 2 này, tháng 1 2022 này thì bên Quỳnh đang bán khá là tốt mẫu xe này. Dáng rất là nhỏ, thiết kế đẹp ạ. Và giá vô cùng hợp lý. Đối với cái mẫu xe này thì đối với cái phiên bản mà bên Quỳnh đang bán nhiều nhất, tốt nhất đó là mẫu Limit. Giá đề xuất của bạn đó là 32 triệu 500. Thì các bạn nâng giảm giá 2 triệu chỉ còn 30 triệu 500 thôi. Và khi các bạn mua xe thì ngoài cái chương trình của Yamaha ra thì các bạn còn được bên Quỳnh tặng thêm cho mọi người đó là một mũ bảo hiểm, áo mưa, thảm lót sàn và một lần thay dầu miễn phí ạ. Vâng, đó là Quỳnh vừa chia sẻ với các bạn chương trình khuyến mại giảm giá trực tiếp vào xe của những mẫu xe của Yamaha. Ngoài cái chương trình giảm giá trực tiếp vào xe thì trong cái tháng 1 2022 này thì các bạn còn có cái chương trình đó là bốc thăm trúng thưởng phần quà của Yamaha. Thì cái chương trình này cũng cực kỳ hấp dẫn với cái xác suất trúng giải rất là lớn ạ. Có 90 giải nhất các bạn sẽ trúng mua xe sẽ trúng xe. 90 giải nhất ạ. Và 90 giải nhì khi các bạn mua xe sẽ được trúng đó là một chỉ vàng. Và 1.000 giải ba khi các bạn mua xe bốc thăm trúng thưởng có cơ hội dành được cái thẻ cà điện thoại trị giá 200.000 ạ. Vâng, cái xác suất vô cùng lớn khi mà các bạn mua xe hoàn toàn có cơ hội trúng những cái giải như vậy. Và bên Quỳnh thì đã có khách hàng trúng một chỉ vàng và trúng những cái thẻ cà điện thoại trị giá 200.000 rồi. Và hy vọng rằng trong những ngày cuối năm này có một bạn khách hàng nào đó may mắn khi mua xe có thể quay được giải nhất, đó là mua xe trúng xe ạ. Vâng, còn chần chờ gì nữa, các bạn hãy tranh thủ trong 4 ngày tiếp theo này có thể qua mua xe để có thể vừa mua được xe tốt nhất, vừa có cơ hội mua xe trúng xe, là vừa giành được những cái chương trình khuyến mại giảm giá trực tiếp vào xe vô cùng hấp dẫn. Vâng ạ, thì trong cái video này ngoài cái việc là chia sẻ những cái chương trình khuyến mại
của năm nay để mọi người có thể nắm được và tranh thủ thời gian. Thì Quỳnh cũng xin dành thời gian để có thể chia sẻ với mọi người về cái chương trình của bên Yamaha Hương Quỳnh dành tặng cho các bạn trong cái dịp đầu năm mới ạ. Vâng, nếu mà các bạn đã về quê rồi mà chưa sẽ khó có thể mua xe trong dịp năm nay, thì hy vọng rằng sau khi ăn Tết cùng với gia đình, các bạn có thể quay lại Hương Quỳnh để có thể mua cho mình những chiếc xe ưng ý. Thì cái chương trình khuyến mại của Yamaha thì chắc chắn là khi mà hết rồi thì sẽ không còn nữa. Mà Quỳnh sẽ chia sẻ chương trình của bên Quỳnh ạ. Đó là khi các bạn mua xe trong dịp tháng 1 ạ, trong dịp tháng 1 âm lịch của năm 2022, tức là tháng 2 dương lịch đó ạ. Từ ngày mùng 1 tháng 2 cho đến hết ngày 30 tháng 2, khi các bạn mua xe tại Yamaha Hương Quỳnh, các bạn sẽ có cơ hội nhận được đó là một cái bao lì xì, một cái phong bao lì xì trị giá từ 200.000 cho đến 1 triệu đồng. Các bạn sẽ bốc thăm ngay tại Hương Quỳnh và cái phần quà các bạn cũng sẽ nhận được ngay ạ. Và ngoài ra thì khi mà các bạn mua xe ạ, các bạn vẫn có những cái phần quà của bên Quỳnh dành tặng cho các bạn, đó là mũ bảo hiểm, áo mưa và những lần thay dầu miễn phí và thảm lót sàn dành cho xe ga. Vâng ạ, kính cảm ơn mọi người đã xem hết video của Quỳnh, đã đồng hành ủng hộ Yamaha Hương Quỳnh trong suốt một năm vừa qua. Và hy vọng rằng trong năm 2022 tới sẽ có thật là nhiều may mắn và những cái thuận lợi đến cho các bạn. Và chúc các bạn và gia đình có một cái Tết thật là đầm ấm, thật là hạnh phúc, an khang, thịnh vượng ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở Yamaha Hương Quỳnh trong năm 2022 ạ. Vâng, xin chào.